Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp mắc liên cầu heo. Được phép sử dụng giấy đăng ký ô tô khi đi đường. Phát hiện xác chết giấu trong bao tải tại hạng nước đá ở huyện Hóc Môn. Lớp học dạy phòng chống sốt xuất huyết cho học sinh. Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp mắc liên cầu heo, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Hiện có 1 ca đang điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn lây từ động vật sang người, nhưng không lây từ người sang người. Bình thường, đa số lợn đều mang mầm bệnh này ở trong họng và đường hô hấp trên. Khi lợn mắc bệnh, nhất là bệnh tai xanh, hệ miễn dịch suy giảm, liên cầu lợn sẽ có cơ hội tấn công. Người tiếp xúc với con lợn bị ốm do liên cầu lợn sẽ bị lây qua các vết thương trên da, niêm mạc mắt, không khí. Nếu bệnh nhân không được chữa trị kịp thời, có thể gây nhiễm trùng máu, viêm mạc não, viêm khớp, viêm phổi, để lại những di chứng nặng nề. Những trường hợp nặng, bệnh nhân nhiễm trùng máu mà không được xử lý kịp thời, có thể sốc nhiễm khuẩn và tử vong. Để chủ động phòng bệnh, người dân cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không ăn tiết canh lợn, không ăn các sản phẩm từ lợn khi chưa nấu chín. Nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột sau khi giết mổ lợn hoặc ăn sản phẩm từ lợn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc giảm 62% so với cùng kỳ năm 2016. Không chủ quan với tình hình dịch bệnh, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục kêu gọi người dân tập trung các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, không để bệnh bùng phát thành dịch, nhất là khi địa phương đang bước vào những tháng cao điểm của mùa mưa. Hơn 3 tháng nay, vào cuối tuần, cán bộ y tế, các ban ngành đoàn thể phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đều đến Ủy ban nhân dân phường để nghe thông báo diễn biến tình hình sốt xuất huyết trên cả nước và của địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn đã giảm đáng kể. Nếu như năm 2016, đến thời điểm này địa phương có 300 ca sốt xuất huyết, thì đến thời điểm này chỉ ghi nhận gần 30 ca. Thì bà cũng vận động bà con xóm làng đường hẻm rồi là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, dẹp lăng quăng mùi rùi muỗi rồi là nước động nước đồ là cây cối rồi là phát sinh sạch sẽ để mà lăng quăng nó khỏi sanh nhiều ra mà bệnh con em của chúng ta. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk, tình hình diễn biến thời tiết thất thường là nguyên nhân khiến muỗi gây bệnh sinh sôi phát triển nhanh. Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào những tháng cao điểm của mùa mưa. Thì cũng mong muốn là làm sao người dân ấy, thứ nhất là cùng với ngành y tế, cùng với các cấp ban ngành của chính quyền của tổ chức xã hội thì chúng ta tập trung xử lý cái môi trường nhà mình. Thứ hai là khi có bệnh, nhất là trong mùa này, thì chúng ta đến cơ sở y tế sớm để được phát hiện sớm, điều trị sớm. Và ở các cơ sở y tế thì người ta mới điều trị là nó mới đảm bảo được cái quy trình điều trị thì nó mới tốt được. Ngành y tế tỉnh tổ chức tập huấn các y bác sĩ từ tuyến tỉnh đến cơ sở xã phường thị trấn về công tác chẩn đoán, điều trị, phòng chống dịch sốt xuất huyết, tăng cường nguồn lực nhằm phục vụ tốt yêu cầu chăm sóc, khám điều trị bệnh sốt xuất huyết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đến thời điểm này, sốt xuất huyết trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Đắk Lắk cơ bản vẫn được kiểm soát. Ngày 16 tháng 8, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật chuyển đốt ngón chân lên ngón tay cho bệnh nhân nam 33 tuổi bị máy ép mì cuốn dập nát bàn tay phải. Bệnh nhân T, sinh năm 1984, nhập viện trong tình trạng dập bỏng nát bàn tay phải do bị máy ép mì cuốn. Bệnh nhân buộc phải cắt bỏ 4 ngón tay bị hoại tử và tiếp tục tiến hành phẫu thuật ghép da để che phủ những phần bị lộ xương. Bệnh nhân T mong muốn có thể cầm nắm và phục hồi lại chức năng ở tay. Sau khi hội chẩn và tư vấn cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành ghép nối ngón chân thứ hai của bàn chân trái lên ngón trỏ của tay phải. Trước đó tức là về hệ thống gân cũng hư hỏng hết, rồi về hệ thống gân duỗi, gân gốc đều hư hỏng hết rồi. Và vì bệnh nhân bỏng quá nặng, trước đó có ghép máu, cho nên khi mình làm cái ngón chân này lên làm ngón tay đó, thì mình phải ghép một đoạn tĩnh mạch, lấy một đoạn tĩnh mạch dưới chân để mình ghép một đoạn tương đối dài để khâu nối trực tiếp và khâu nối vào tận bên của cái động mạch chính ở trên này. Thứ hai là gân của mình cũng phải kéo dài nữa. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, ngón tay được nối tiến triển tốt, bệnh nhân vẫn được các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình hỗ trợ tập vật lý trị liệu và sẽ được xuất viện trong khoảng một tuần tới.
Trong xét tuyển đợt 1 năm 2017 vào đại học cao đẳng, các trường đại học ở Khánh Hòa đều chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh và tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Kết thúc đợt 1, trường đại học Khánh Hòa có 1.098 thí sinh trúng tuyển trên tổng chỉ tiêu là 1.735. Tuy nhiên, chỉ có 794 thí sinh xác nhận nhập học, chiếm gần 46% so với chỉ tiêu. Nhà trường tiến hành xét bổ sung theo hai phương thức, xét học bạ đối với học sinh tốt nghiệp các năm 2015, 2016 và 2017 và xét điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Trong đó, đại học là 179 chỉ tiêu, bậc cao đẳng còn tới trên 900 chỉ tiêu, trong đó 283 chỉ tiêu cho sư phạm và 623 chỉ tiêu cho các ngành ngoài sư phạm. Trường Đại học Nha Trang tuyên bố bổ sung 460 chỉ tiêu bậc đại học, 100 chỉ tiêu cao đẳng. Thí sinh theo dõi thông tin để xác nhận nhập học trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến hoặc theo quy định của từng trường. Sau khi trường công bố kết quả xét nguyện vọng bổ sung, thí sinh phải xác nhận nhập học bằng cách nộp cho trường bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nếu quá thời hạn, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học. Thưa quý vị, sắp tới đây, người dân sẽ được phép sử dụng bản sao giấy đăng ký xe kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Hai loại giấy tờ nêu trên sẽ được thay cho bản chính giấy đăng ký để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính. Vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông C67 Bộ Công an có văn bản hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố được quyền xử phạt đối với lỗi vi phạm không có giấy đăng ký xe bản gốc khi lưu thông, khiến nhiều người hoang mang. Trong khi đó, lâu nay, khi cho người dân doanh nghiệp vay tiền mua ô tô trả góp, ngân hàng đều giữ bản chính giấy tờ xe và chỉ công chứng giấy tờ xe giao cho khách hàng đi đường. Vì nếu ngân hàng không được giữ bản chính giấy tờ xe sẽ rất rủi ro và nguy cơ phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị chưa xử phạt chủ phương tiện, cho phép sử dụng bản sao giấy tờ sở hữu xe có xác nhận của ngân hàng. Đề xuất này đã được gửi đến Thủ tướng Chính phủ. Theo mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký phương tiện giao thông kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngay trong tháng 8 này ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp giấy biên nhận bảo đảm chặt chẽ và có thời gian phù hợp. Vừa qua, cơ sở nghiên cứu ứng dụng các loại máy nông nghiệp Hồng Chương, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã chế tạo thành công đưa ra thị trường máy gieo hạt chân không 6-1. Đây là bước đột phá mới trong nghiên cứu chế tạo máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc gieo hạt giống thông thường sẽ trải qua 6 bước và tốn rất nhiều nhân công. Tuy nhiên, giờ đây, nhờ vào máy sáng chế gieo hạt 6-1, việc gieo hạt giống chỉ cần bột cười trong vài phút đã có thể làm xong và kết quả cho ra rất chính xác. Ưu điểm của loại máy này là có 6 chức năng hoạt động theo dây chuyền gồm sàng đất, đóng đất vào khay, tạo lỗ, gieo hạt, lắp đất mặt khay và xếp khay tự động. Bình quân mỗi giờ máy gieo ương được từ 330 đến 350 khay cây con giống. Mỗi ngày, máy gieo hạt chân không hoạt động có thể thay thế được trên 20 công lao động. Không chỉ tiết kiệm nhân công và thời gian, chiếc máy này còn giúp việc gieo hạt chính xác hơn và tỷ lệ lên mầm cũng đạt trên 80%. Hiện sản phẩm này đang được nhiều nhà vườn sử dụng và mang lại hiệu quả gấp 10 lần so với lao động thủ công. Các khu vực nông nghiệp vùng ven thành phố Đà Lạt như xã Xuân Thọ, xã Tà Nung vừa được phê duyệt trợ giá nhiều loại giống cây trồng trong mùa mưa năm 2017 nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân trên một đơn vị diện tích đất. Cụ thể ở xã Xuân Thọ và Tà Nung được trợ giá 21 nghìn cây giống bơ ghép và gần 9.250 cây giống cà phê Robusta thực sinh. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi cây giống bơ ghép cà phê Robusta Hoa Cát Tường với các mức lần lượt 25.000 đồng, 2.500 đồng và 990 đồng một cây. Người sản xuất đối ứng nguồn vốn tương ứng với mỗi cây vừa nêu là 15.000 đồng, 500 đồng và 660 đồng. Riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số được trợ giá 100% cây giống. Tại Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017 do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 8, với sự tham gia của gần 1.700 chuyên gia y dược trong và ngoài nước, đã có nhiều kỹ thuật mới, tiến bộ mới trong điều trị bệnh tại Việt Nam được cập nhật. Trong đó có nhiều thành tựu y học lần đầu tiên áp dụng thành công tại nước ta. Những thành tựu y học mang tính tiêu biểu trong những năm gần đây ở nước ta được cập nhật tại Hội nghị Khoa học Quốc tế này là các tiến bộ mới trong thực hành chăm sóc người bệnh, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi, tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý trước sinh, điều trị đa mô thức ung thư tiêu hóa, về những cập nhật mới nhất trong phẫu thuật nội soi các dạ dày và não hạch do ung thư, đặc biệt là kỹ thuật não hạch chậu trong phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng,
là kỹ thuật tiên tiến được thực hiện đầu tiên tại Việt Nam. Thông qua hội nghị cũng giúp cập nhật kiến thức và thực hành cho các cán bộ, chuyên gia y tế trong nước trong nội soi điều trị xuất huyết tiêu hóa, điều trị đau sau phẫu thuật cột sống, chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp và thoái hóa cột sống với những nghiên cứu mới nhất về ứng dụng tế bào gốc trong bệnh lý cơ xương khớp, thoái hóa khớp, những tiến bộ và thử thách trong chẩn đoán và xử lý các bệnh tiêu hóa, gan mật, cập nhật về hồi sức cấp cứu và gây mê hồi sức, chẩn đoán và điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cùng các kỹ thuật can thiệp tim mạch. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 8, một số người dân phát hiện có xác chết giấu trong bao tải trong một căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nên đã nhanh chóng gọi điện trình báo công an. Theo đó, khoảng hơn 14 giờ chiều cùng ngày, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ngụ tại ấp 2 xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, sau chiều ngày đi vắng đã trở về nhà mở cửa và phát hiện có nhiều máu chảy ra từ một chiếc bao tải và bốc mùi hôi thối nồng nặc nên đã hoảng sợ chạy ra ngoài hô hoán. Một số hộ dân xung quanh thấy bất thường nên đã gọi điện trình báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện trong tủ đồ có một bao tải chứa xác người đã bị chặt thành nhiều khúc và đang trong quá trình phân hủy. Hiện vụ việc vẫn đã được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt đối tượng Nguyễn Hoài Nguyên, sinh năm 1994, thường trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị truy nã đặc biệt về tội danh giết người. Trước đó, ngày 6 tháng 11 năm 2016, Nguyên cùng 5 đối tượng khác đã sử dụng hung khí đâm anh Nguyễn Văn Trung, trú tại phường 7, thành phố Đà Lạt trọng thương rồi bỏ trốn. Sau đó, Nguyên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt truy nã đặc biệt về tội danh giết người. Đến ngày 15 tháng 8 năm 2017, khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận vì nghĩ rằng sau khi gây án, anh Trung sẽ chết, sợ đi tù nên đối tượng lẩn trốn khỏi địa phương. Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án giết người và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Chí Nguyện, ngụ ấp Minh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải. Điều đau xót là nạn nhân trong vụ án đang mang thai ở tháng thứ 5. Theo cáo trạng, chiều ngày 2 tháng 1 năm 2017, Nguyện đến trại sản xuất cua giống của anh Cao Hữu Nghị để mượn máy thổi oxy. Anh Nghị không có nhà nên vợ anh là chị Bích Hiền, đang mang thai 18 tuần, đã tiếp chuyện với bị cáo Nguyện. Do không mượn được máy, đối tượng Nguyện đã dùng dao đâm chị Hiền 14 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo đã bỏ trốn và đã bị bắt ngay sau đó. Ngày 16 tháng 8 tại Hòa Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Trần Đức Duy cùng 14 đồng bọn có đơn kháng cáo bị truy tố với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng lên tới 1.415 bánh heroin. Trước đó, ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm với số lượng 23 bị cáo và tuyên 9 bị cáo án tử hình, 9 bị cáo án chung thân, 2 bị cáo án 20 năm tù và 3 bị cáo án từ 18 tháng đến 18 năm tù. Trong đó, có 15 trong số 23 bị cáo có đơn kháng cáo. Trong vụ án này, bằng thủ đoạn tinh vi, manh động, các bị cáo tổ chức thành đường dây chặt chẽ và chuyên nghiệp, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Sơn La về các tỉnh, thành phố như Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng 1.415 bánh heroin, thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng và 708.000 nhân dân tệ. Trong ngày đầu tiên xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử đã tiến hành kiểm tra lý lịch và đọc tóm tắt bản cáo trạng về hành vi phạm tội của các bị cáo. Lực lượng công an Hòa Bình đã triển khai hơn 100 cán bộ chiến sĩ áp giải bị cáo và đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2017. Quen nhau trong những ngày thụ án tù, sau khi được trả tự do, cặp bạn tù Toàn Lợi cùng nhau điều hành đường dây mua bán ma túy tổng hợp lớn từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt quả tang Lương Khánh Toàn, 54 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn Hữu Lợi, 58 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội nắm bắt thông tin về đường dây cung cấp ma túy tổng hợp quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội. Sau một thời gian kiên trì xác minh, giữa năm 2017, những manh mối về đường dây và hoạt động phạm tội của Toàn và Hợi bắt đầu rõ nét. Đến ngày 7 tháng 8, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lương Khánh Toàn,
đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét và thu giữ tại nhà Hợi 117 gram methamphetamine, 3 chiếc cân điện tử dùng để cân ma túy, 4 điện thoại di động và 400 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nếu tiêu thụ trót lọt 10.000 viên ma túy tổng hợp sẽ bỏ túi hơn 1 tỷ đồng. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, tình hình bệnh sốt xuất huyết ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp. Một trong những nguyên nhân là do người dân chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của căn bệnh, cũng như không phòng bệnh đúng cách. Để truyền đạt lại cho các em nhỏ những kiến thức và kỹ năng nhận biết, cũng như là phòng chống sốt xuất huyết, một trường tiểu học ở thủ đô Hà Nội đã triển khai lớp học phòng chống sốt xuất huyết với nhiều hình thức linh hoạt và phong phú, thu hút sự quan tâm của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh. Đây là phần thi thuyết trình phòng chống sốt xuất huyết của các em học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Hà Nội, Thăng Long. Từng phần kiến thức về nguyên nhân, biểu hiện và cách phòng tránh của bệnh sốt xuất huyết mà các em tự tìm hiểu được thể hiện chi tiết đầy đủ. Qua đó, giúp các em được trang bị kiến thức một cách chủ động để có cách phòng tránh các bệnh đang rất nhanh đầy. Và con tự mình sáng tạo ra trò chơi này và con muốn là trường mình sẽ hiểu hơn và biết hơn về những dịch bệnh đang có nguy cơ đe dọa. Là ở trên lớp thuyết trình thì các bạn cũng đã nói với con là khá nhiều thứ để tránh bệnh sốt xuất huyết, ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa hay là không để ao tù nước đọng. Cuộc thi thuyết trình về phòng chống sốt xuất huyết được tổ chức trong quy mô toàn trường, qua đó thu hút sự tham gia sôi nổi của tất cả học sinh. Tùy vào từng độ tuổi khác nhau, đòi hỏi mức độ kiến thức cho phù hợp với từng khối. Thông qua hoạt động này, các em không chỉ có kiến thức để giúp mình phòng tránh căn bệnh, mà quan trọng hơn, mỗi học sinh đã trở thành một tuyên truyền viên nhí khi về với gia đình và cộng đồng. Các con đã có những cái cách phòng chống cơ bản đối với bản thân mình cũng như là ở nhà. Và một số bạn thì cũng đã là những tuyên truyền viên rất tích cực bằng cách là về nhà các bạn ấy đã nói chuyện với các bạn ở hàng xóm này, rồi những người thân của mình. Và các bố mẹ đến rất là vui và phấn khởi khi mà các con lại có những kiến thức hiểu biết như vậy và các con đã tự biết phòng tránh cho mình. Không chỉ giúp học sinh có kiến thức về phòng chống dịch bệnh, lớp học này còn giúp các em trang bị kỹ năng chủ động, tự tin trong quá trình học tập và cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ sớm giảm phí tại trạm thu phí tuyến Tránh Cai Lậy, Tiền Giang. Hà Nội tăng học phí trường công lập gần 40%. Bình Dương một án tử và 92 năm tù cho nhóm đối tượng buôn bán ma túy. Cảnh báo giới trẻ sa đà với xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, thuốc lắc.